Thôi mình chào bạn nha. Đó thì cũng có mấy bạn nhỏ kêu mình làm một cái video phân biệt cá lia thia mái và cá lia thia trống nha các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ làm mình chia sẻ cho các bạn nhỏ mới chơi cá lia thia nha các bạn. Chứ mình không có làm chia sẻ cho những bạn chơi lâu năm nha. Đó những bạn chơi lâu năm thì đã biết rành rồi, những con trống mái thì biết quá quá rành rồi. Đó thì hôm nay mình chỉ làm chia sẻ cho những cái bạn nhỏ mới tập chơi cá lia thia để phân biệt được đó, đi khi rồi mình khi ra đồng mình vớt được đó, đi mình về mình chăm đó. Thì đây thì là hai con cá lia thia, đây một con bên tay trái màn hình các bạn á, đó thì là một con cá mái nha các bạn. Đó thì còn con bên tay phải màn hình đó thì là con cá trống nha. Đó các bạn thấy không, hai cái màu sắc đó nhìn rất là rõ rệt. Con cá mái thì nhìn cái màu rất là lợt, các bạn thấy không? Với lại nó có hai cái sọc á, sọc giống thân trên thân đó các bạn thấy không? Đó, còn con cá trống thì rất là đậm màu luôn, đó, đó rất là đậm màu luôn. Nhưng mà nó chưa có hang lên đâu, chút xíu là mình dở cái vách ngăn là cho hai con hang lên, các bạn thấy nó đậm lên đó. Đó, nhìn dễ phân biệt hơn. Đó thì bây giờ mình sẽ cho nó ăn trước, ha. Đó, không có nhiều các bạn hỏi mình đó là anh nuôi cá lia thia cho ăn cái gì? Đó thì ở đây mình cho nó ăn lăng quăng nha các bạn. Đây để mình quay thức ăn của nó cho các bạn xem nha. Đây thức ăn của nó nha các bạn. Đây lăng quăng mình mới đi vớt từ sáng nè. Đó, mình không có dám vớt nhiều các bạn ơi. Mình vớt đủ ăn thôi à. Vớt nhiều nó quá thành muỗi các bạn. Đây là những cái con ấu trùng của con muỗi đẻ ra các bạn. Đó thì mình chỉ vớt đủ ăn thôi. Đó, mình vớt nhiều quá nó quá muỗi cái nguy hiểm lắm các bạn ơi. Đó thì mình vớt đủ ăn cho mấy con cá mình ăn thôi. Đó giờ mình sẽ cho nó ăn cho các bạn xem nha. Trước tiên mình cho con cá mái ăn trước nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó ăn á. Đó, ăn rất là nhanh luôn các bạn thấy không? Đó. Đó. Có nhiều bạn kêu mình đó là làm video ép cá lia thia. Đó thì do mấy con cá mái của mình các bạn nó còn nhỏ quá, nó chưa có trứng. Đó mình cũng chưa có ép được nó các bạn. Đó để mình cho nó hăng lên như là mình cho cái nó có trứng trên cái bụng đó. Đó thì mình mới ép được rồi mình quay cho các bạn xem nha. Đó do mấy cá mái mình vớt được thì toàn cá mái nhỏ các bạn ơi, chưa có ép được đâu. Đó thì nào có trứng nhiều, con cá mái bụng bự rồi có trứng thì mình sẽ ép cho các bạn xem nha. Đó mới bỏ nhiêu ăn hết các bạn thấy không? Đó, cho ăn thì mấy con nữa các bạn. Đó. Bây giờ mình cho mấy con cá trống ăn nha các bạn. Đây, thả vô cho con cá trống ăn. Đó. Con nào cũng đói rồi, ngày mình cho nó ăn hai cử các bạn ơi. Đó, rồi mình cho nó ăn khoảng chừng 10 con đổ lại à. Đó. Ăn cá nàng cái miếng cá lìa thì nó ăn lăng quăng mà. Đó, nó hăng lắm. Không, mình đang quay nhà máy bay nó bay nghe ồn mình phải ngưng máy nha các bạn. Các bạn nhiều khi các bạn đang xem mà mình hay ngưng máy các bạn thông cảm nha, tại vì cái nhà mình nó đang ở ngay cái đường bay nên cái mấy tiếng máy bay nghe ồn xíu nha. Đó giờ mình cho nó ăn tiếp. Đó, ăn ba con nó đủ rồi. Đó, các bạn thấy không? Rất là háo ăn luôn ha. Đó, ăn lăng quăng rất là sung luôn các bạn. Với lại bổ sung chất chứ cho được cho mấy con cá nhỏ nó ăn cám không, còn mấy cá lớn mình cho nó ăn lăng quăng không à. Đó giờ mình sẽ dở lên cho hai con nó ăn lên cho bạn xem nha. Đó bạn thấy không? Đó, cá trống ăn rồi chưa? Thì con cá mái nó ăn lên nó cũng đậm lên nhưng mà nó không đậm mà con cá trống nha các bạn. Đó cá mái nó cũng ăn các bạn thấy không? Đó, cái mấy cái sọc nghe đã biến mất các bạn thấy không? Đó, nó chỉ còn những cái sọc lằn lằn các bạn thấy không? Đó với lại cái cách mà phân biệt con cá trống với con cá mái các bạn nhìn thấy cái khăn quàng nó đó, đó. Con cá trống cái khăn quàng nó rất là dài luôn ha. Đó còn con cá mái cái khăn quàng chút xíu à. Nó không có màu, khăn quàng nó không có màu. Đó con cá trống khăn quàng nó rất là đậm màu luôn, rất là đỏ luôn các bạn thấy không? Hai cái khăn quàng dưới bụng nó các bạn thấy không? Hai cái cọng á. Đó. 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 Con cá trống nó hăng lên thì nó hay phùng mang lắm, còn cá mái nó phùng mang rất là ít. Đó, à, thấy không? Cái trống nó hăng lên hết cỡ luôn bạn thấy không? Rất là đậm đen đúng không? Đó, màu rất là đẹp luôn ha. Đó, còn đây con cá mái nha. Đó, mái cũng hăng lên nè, các bạn thấy không? Đó, nó xuất hiện những cái sọc sọc ngang ngang ngay cái bụng đó các bạn thấy không?
đó, nhưng mà chưa có ép được nha các bạn, chưa ép được nha, đó do bụng nó chưa có trứng, chưa trứng nhiều, ít lắm. Đó, với lại cái máy cũng còn tơ còn nhỏ các bạn ơi, mình vớt được còn cái máy nhỏ mà không có vớt được cái máy nào to đó. Vớt được cái máy to mình sẽ cho ép liền, nhưng mà để mình chăm chăm thời gian cái máy bụng bự ra rồi mình có trứng nhiều thì mình sẽ ép. Mình quay cho các bạn xem nha, đó đây còn cá máy nha các bạn, đó rất dễ phân biệt luôn các bạn. Về các bạn chăm á là các bạn thấy liền những con nào đậm đen lên là con cá trống liền đó. Nhưng mà nhưng tốt nhất các bạn để cho nó có cái hậu kiến gì nè, nó kè với nhau thì nó sẽ đậm màu lên, nó hăng lên thì mình dễ phân biệt hơn. Đó thì mình cũng còn mấy con cá trống nè, đó các bạn thấy không, đó đang kè nè, đó rất là đậm đen luôn đó. Cũng có với lại có nhiều bạn hỏi mình xin cá lê thi của mình ha, thì mình cũng nói với các bạn rồi đó, thì để hết dịch đi đó, hết dịch đi các bạn qua nhà mình ha, mình sẽ tặng các bạn về chơi ha, chứ mình không có bán cá lê thi nha các bạn. Đó, có nhiều bạn hỏi mình có bán cá lê thi hay không, đó thì mình cũng nói là mình không có bán nha các bạn, đó này mình chỉ vớt về mình chơi thôi đó. Những bạn nào thích thì để qua dịch đi rồi đến nhà mình ha, mình sẽ tặng về cho chơi ha, đó mình chia sẻ nhau mà chơi thôi chứ mình không có buôn bán cá nha các bạn. Đó thì đợt dịch này cũng căng thẳng lắm rồi ông ơi, đó nên là mình cũng không có tiếp xúc với ai ha, cũng mình không có đi đâu được hết á, thì để qua dịch đi rồi các bạn đi đến nhà mình ha, mình sẽ tặng cho bạn chơi đó. Còn đây là hai con cá mái với con cá trống ha các bạn ha, cá lê thia đó, hai con này để mình để cho nó kè như vậy nè. Đó được một thời gian nữa cá mái phát triển cái bụng ra có trứng nhiều thì mình sẽ ép ha, đó mình quay video cho bạn xem. Đó thì còn đây là mấy con cá nhỏ của mình đó các bạn, đó bữa mình vớt nè, đó giờ mình cho nó ăn cho bạn xem nha. Đây mình cho nó ăn cám không à, đó cám của cá bí mạo các bạn, đó bạn thấy nó ăn không, đó bù lên ăn bạn thấy không. Cá bí mạo của mình thì bữa nay mấy bữa nay nó chết rất là nhiều các bạn ơi, mình không biết sao nữa, nó mình bị chết rất là nhiều luôn, hầu như là cũng gần hết luôn các bạn ơi, mình chỉ còn có một hồ thôi à, nó còn khoảng chừng chưa được 100 con đó các bạn ơi. Không hiểu sao luôn, cái đợt dịch này nó mình cho nó ăn cũng bình thường mà, với lại mình không có Artemia cho nó ăn á, đó thì nó chết quá trời luôn các bạn ơi. Đó thì có bạn nào xin cá bí mạo của mình á thì mình cũng xin lỗi nha, cá bí mạo mình chết rất là nhiều luôn đó. Cái hồ mình nuôi đang nuôi cá bí mạo nè, về nó chết rồi, mình giờ mình lấy cái hồ mình nuôi cá để thiêu nè các bạn thấy không, đó cá bí mạo mình chết quá trời luôn đó, các bạn thấy nó ăn cám không đó. Cái con này khoái ăn cám đấy các bạn, chỉ có háo ăn đó, bỏ vô thêm miếng nữa cho nó ăn đó. Rồi giờ mình quay hai con cá lớn cho các bạn xem nha. Đó, đây là một con cá lê thia mái và một con cá lê thia trống nha các bạn. Đó thì có nhiều bạn nhỏ ha kêu mình làm cái video để dễ phân biệt. Đó thì đây một con cá lê thia mái nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó cái màu nó không có đậm bằng con cá lê thia trống nha các bạn, nó không có đậm đen nha. Đó với lại trên cái người nó ưa có mấy cái sọc ngang hoặc là sọc chọc dọc nha các bạn thấy không? Đó nó hăng lên thì nó sọc chọc dọc lên ha, cái khăn vàng nó rất là ngắn. Đây khăn vàng nó không có màu nha các bạn. Đó đây con cá lê thia mái ha. Đó còn đây là con cá lê thia trống nha các bạn ha. Đó cái màu nó rất là đậm luôn ha. Đó bạn thấy không, hai khăn vàng rất là dài luôn nè. Đó cái đuôi nó cũng dài hơn những con cá lê thia mái nữa các bạn thấy không. Đó đó các bạn có đi ra đồng các bạn vớt được đó, thì các bạn về các bạn chăm một hai ngày như vậy dễ phân biệt hơn. Đó nó sang hăng lên như vậy thì mình dễ phân biệt hơn các bạn ha. Đó đây còn cặp cá lê thia của mình để chuẩn bị ép nha các bạn. Đó rồi thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho anh một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.